Hi everyone, here's Lina, and today I will show you how to make dry pork flakes. Susday bong on mat pet the ochnea, yong Lina, ngine nung bong hang feet of beer twer, such rook pat, room work or Sach Bak Yong. Here I got 2 pounds of lean pork. Nick yong mean such rook, such sot, 2 pounds, small and brambon cam. We need soy sauce, yentraka, taxi eel, chicken flavor mix, masala soup knorr, salt, umbel, and sugar, hide and score. Okay, we can start now. Yen ajap da banai. We bring some water to rolling boil. Yen nam tak ai pu mau. And we put the pork to cook. I yung đặt sạch chuột đi ngáo. Cover it and let it cook about 15 minutes on medium high heat. Yung cột vía hai tục vía ngáo là nặng. Hai chia đập ra một tí, lương cái đang là mổm. After we cook it 15 minutes, the pork should be cooked. And we can take it out. Và to bây giờ đã ngào đập ra một tí, hai sạch chuột nó với chân ấy. Dừng vô với chân nó. Pork into small pieces. Yen hai via tàu the side tụt tụt chứ. After we shred it into small pieces. We can marinate it with 1 teaspoon of salt. But to be young, hai vi tu tu chung hai. Young lam bol, moist lapria cafe chola. 1 tablespoon of sugar. Score salt, moist lapria bay. One tablespoon of soy sauce. Taxi eel, moist lapria bay. And 1 teaspoon of chicken flavor mix. Hai masao knor, 1 slabria cafe. And mix it well. Hai yung chabal vi ai sop. After we marinate it, we gonna pound the pork. Và toa bì dân bà lạ vía hai hết, bà lạ rô chiệt hai hết, dân đạ vía bọc á. We just pound it flat like this. Dân còn đã bọc vi oi sapat chừng á. After we pound all the pork, we put it to fry in the frying pan. We turn on medium high heat and put the pork that we already pound to fry. But to be young bok sạch chuột nang hai ở hai, young đặt vía linh nơi khnông té, phơng cái đau là mồm, young ba phơng cái đau là mồm, hai young đặt vía linh nơi khnông té.
we stir fry it about 10 to 15 minutes on medium high heat or until the pork is dry up. Dân cô vía cha lưng cái đau là mổm và hai chị đọc từ đọc ra một tí to ta sạch chuột ní với smooth. After we stir fry it about 15 minutes on medium high heat, the pork is dry up and it's done. But to be young charm, we have a high jet of pram at tea high. Such chrook me with smooth high. High we have a banana. Let it cool down and we can put it in the airtight container and store in the refrigerator. We go through in 1 week, or you can put it in the Ziploc bag and store it in the freezer. It can last for a couple months. It still tastes good. Dân tục ai về thật chả. Hai dân đặt nơi khăn ông cổ bóng. Dân tục khăn ông tu thật cổ ở thật chả thơm ở đá. Dân ai nhằm bàn mà tịch. Vì ọt khô về mà tịch đấy. Tại bởi dân chân tục ai về dú. Dân tục bàn dú. Dân tục về nơi khăn ông thắng. Hai dân đặt chỗ tu thật cổ ạc lạnh cổ tới. Vì nơi là ồ nơi. Nơi chiệt chẳng ngang nhé. Và hai chị bị bày khai ấy vì nơi chẳng ngang. We are bad bong rojit. And this pork, and this dry pork is good to eat with the porridge or eat with rice. Hi, Sach Bak Yong ni, yung yam chamoi bò bò chang anh nha. Rưu mua cái yam chamoi bái cả bàn đây. Then hit hop and it done. Dừng bật phơ lơn với hào với phần nắng với smooth. The dry pork flake is done and thank you for watching. Bye bye. Sạch chuột phát hai 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 o con đài mơ with all robot nhóm trong rệt liền.